Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Ô tô Thiện Nhân. Hôm nay kênh Ô tô Thiện Nhân sẽ rất là vui mừng được giới thiệu đến các bạn một cái sản phẩm xe tải nhẹ của thương hiệu xe Trường Giang, hay còn gọi là một cái sản phẩm của nhà máy Đông Phong Việt Nam. Thì như các bạn đã biết rằng bên mình cũng đã làm khá là nhiều các cái video về các cái sản phẩm của Trường Giang rồi. Thế nhưng mà cái sản phẩm T3 cabin đơn này cũng là lần đầu tiên mình làm. Đây là một trong những cái sản phẩm với cái mức giá là vô cùng hấp dẫn. Các bạn hoàn toàn có thể sở hữu cái sản phẩm này thì từ 210 triệu, đó là giá lăn bánh. Đó, với 210 triệu thì nó sẽ so sánh trực tiếp với các cái sản phẩm khác của Đông Ben như là Đông Ben T30, Đông Ben Q20. Thế nhưng mà với cái sản phẩm này thì nó đã có một cái chỗ đứng nhất định và nó có một cái hiệu suất nhất định mà các cái sản phẩm khác không thể nào có được. Thì mình sẽ so sánh trực tiếp với cái sản phẩm này với cái sản phẩm Kenbo xe tải. Xe tải Kenbo 990 đấy, các bạn sẽ biết được cái sản phẩm đấy. Thì Kenbo 990 thì là một cái sản phẩm cũng mới vào thị trường Việt Nam. Cái sản phẩm đó trọng tải là 990 và nó sẽ có những cái điểm tương đồng với cái sản phẩm này, nhưng so sánh về chất lượng thì nó sẽ khá là khập khiễng. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bạn cái sản phẩm này, một cái sản phẩm thực sự nó rất là chất lượng, và thứ hai nữa là nó sẽ có một mức giá chỉ cao hơn Kenbo một chút thôi. Đó, thì trước mắt các bạn là cái sản phẩm Trường Giang T3 cabin đơn. Thế sản phẩm này có một cái phiên bản khác là phiên bản cabin kép, là có thể chở được 5 chỗ ngồi. Thì cái sản phẩm này hiện tại nó chỉ có 2 chỗ ngồi thôi và là cabin đơn. Ở đây chúng ta sẽ có một cái logo Trường Giang TG được đính ở trên nắp capo như này. Chúng ta sẽ có các cái khe tản nhiệt, khe lấy tản nhiệt của lốc ống điều hòa. Ta vẫn sẽ có một cái hệ thống đèn pha bi xê lông giống với các cái sản phẩm của Đông Ben. Tuy nhiên với Kenbo chúng ta chỉ có đèn halogen thôi, nhưng với cái sản phẩm Trường Giang này chúng ta đã có những cái trang bị đắt tiền, những cái trang bị hiện đại nhất, đó chính là cái đèn pha bi xê lông như thế này. Ở dưới này chúng ta sẽ có cái đèn gầm, ở đây cũng là một cái khe tản nhiệt khác. Bên này chúng ta sẽ thấy một cái hệ thống đèn pha bi xê lông. Thì cái sản phẩm này với cái ngoại hình phần đầu mình nhìn nó rất là hầm hố, các bạn sẽ nhìn thấy nó rất là vuông và nó sẽ có một cái cá tính, cái mạnh mẽ riêng mà các cái sản phẩm khác không có được. Đó, ở đây chúng ta sẽ có chỗ để phun nước rửa kính này, cần gạt kính thì cần gạt mưa này. Ở bên kia chúng ta sẽ có một cái đèn xi nhan được gắn ở trên gương như này, rất là đẹp. Mình đánh giá đây là một trong những cái sản phẩm mà có tích hợp cái gương và đèn trên gương đẹp nhất trong tất cả các loại xe tải khoảng 200 triệu hiện có ở trên thị trường. Ở đây chúng ta sẽ có một cái logo Trường Giang ở đây, đứng vào đây. Ở đây tay lắm cửa là làm bằng nhựa. Tay lắm cửa ở đây các bạn sẽ nhìn thấy nó làm bằng nhựa nhám, chất lượng rất là tốt. Thì để biết được một cái sản phẩm tốt hay không thì chúng ta có thể là xem bằng cách là chúng ta sẽ xem cái chất lượng thép của nó. Như đây các bạn nhìn này. Khi mà mình gõ vào các bạn sẽ thấy rằng là cái chất lượng thép, cái chất lượng tôn nó rất là tốt. Đó. Ở bên này thì cũng như vậy, chúng ta sẽ không thấy cái gì đặc biệt. Về cái phần thùng thì cái sản phẩm này hiện tại là với cái trọng tải là 990. Thì cái sản phẩm này có một cái thùng dài 2m6. Thùng dài 2m6, cao 1m6 và rộng, xin lỗi các bạn, rộng 1m6 và cao 1m7. Đó, chúng ta sẽ có một cái sản phẩm mà có một cái thùng khá là hợp lý, cũng bằng với các cái sản phẩm của Kenbo. Ở đây chúng ta sẽ có cái thùng mui bạt bằng tôn kẽm như thế này. Chất lượng tôn và chất lượng thùng mình đánh giá là rất là tốt. Đây các bạn sẽ nhìn thấy từng cái đường hàn này, từng cái mối hàn rất là chắc chắn, rất là chuẩn. Ở bên biên phía hông chúng ta sẽ nhìn thấy cái hệ thống cầu, hệ thống nhíp và hệ thống chassis của cái sản phẩm này. Các bạn thấy hệ thống chassis nó rất là chất lượng. Ở đây chúng ta sẽ thấy dầu đây chúng ta sẽ nhìn thấy cái hệ thống nhíp cánh. Nhíp cánh thì cho phép chúng ta là leo dốc tốt hơn, đi đường trường tốt hơn. Đó, các bạn sẽ nhìn thấy cái hệ thống gầm, hệ thống cầu số, rồi là hệ thống dẫn động rất là tuyệt vời, rất là thoáng. Với cái sản phẩm này với cái khoảng sáng gầm rơi vào khoảng 20 cm thì
cái sản phẩm này cho phép các bạn lội nước an toàn ở mức 20-30cm. Ở đây thì lốp cái sản phẩm này là lốp to nhất trên các cái dòng xe tải dưới 200 triệu. Với đông ben T30 hay là Kenbo thì nó vẫn chỉ sử dụng lốp R13, 170R13. Thì cái sản phẩm này đã sử dụng lốp 175R14 rồi. Đây các bạn sẽ nhìn thấy cái thông số lốp ở đây, 175R14. Thì cái sản phẩm này lốp to hơn so với những cái sản phẩm của đông ben như của Kenbo. Lốp to hơn thì nó sẽ cho phép chúng ta bám đường hơn, bền bỉ hơn. Các bạn nhìn thấy thì đây là một cái sản phẩm mà có thể gọi là cao cấp trong cái phân khúc xe tải nhẹ, nên mình nghĩ rằng là sẽ rất là dễ hiểu với cái dòng sản phẩm này. Bây giờ chúng ta sẽ vào xem qua cái thùng. Với cái thùng chúng ta sẽ thấy có một cái thùng dài 2m6, trông rất là trau chuốt, được làm về cái chất lượng thùng mình đánh giá rất cao về cái sản phẩm này. Ở phía sau thì chúng ta sẽ có cái gì ạ? Chúng ta sẽ có hệ thống đèn sau này, đèn hậu này, đèn xi nhan này, chỗ bắt biển, tất cả mọi thứ. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ vào khoang nội thất để xem cái sản phẩm này. Khi chúng ta mở cái khoang nội thất ra, cái điều đầu tiên đập vào mắt chúng ta đó chính là cái hệ thống ghế da chính hãng của nhà sản xuất. Như các bạn đã biết rằng ghế da thì chúng ta thường với những cái sản phẩm dưới 200 triệu như là đông ben này hay là Kenbo chúng ta chỉ có ghế lỉ, nhưng đặc biệt cái sản phẩm này đã trang bị ghế da cho chúng ta rồi. Đây thì sẽ vào trong. Với ghế da như này thì nó sẽ cho phép chúng ta là không mất thêm một khoản chi phí để bọc ghế nữa. Bọc ghế cũng mất mấy triệu rồi. Và với ghế da chính hãng như này thì các bạn hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng trong một thời gian dài. Đây để mình mở cái máy này lên cho các bạn nghe qua. Khi mà mình bật lên thì các bạn sẽ thấy là điều hòa này, rồi là hệ thống multimedia đã được hoạt động. Chúng ta sẽ thấy là cái hệ thống đồng hồ hiển thị rất là đầy đủ các thông tin và nó có nhiều màu sắc đẹp hơn so với các sản phẩm khác. Với cái cabin này thì mình cảm thấy nó khá là rộng rãi, mình cảm thấy nó rộng rãi tương đương với con T30 của đồng ben. Đó, với hệ thống điều hòa hai chiều này, FM radio này, và cái hệ thống quạt mở cửa điều hòa này, quạt gió, quạt điều hòa này mình cảm thấy nó rất là giống các cái sản phẩm của Toyota. Với cái khoang nội thất chúng ta sẽ thấy được chia làm hai màu, thứ nhất là cái màu be như này, trên này là màu đen tuyền nhựa nhám. Thì với cái nội thất như thế này chúng ta sẽ không thể đòi hỏi gì hơn là một cái sản phẩm mà chỉ trong mức giá khoảng 200 triệu. Hệ thống nao phông trần mình đánh giá là khá ok. Đây là đèn đọc sách. Đó. Thì với cái sản phẩm này chúng ta sẽ có trợ lực lái điện 95 nm theo như trưởng Giang đã công bố. Chúng ta sẽ có hệ thống kính điện một chạm. Các bạn sẽ thấy là kính điện một chạm. Ok. Như vậy là mình đã cho các bạn xem qua về cái nội thất của cái sản phẩm này. Và bây giờ mình sẽ đi xuống. Thì như các bạn đã thấy là với 200 triệu chúng ta sẽ có một cái chiếc xe tải trong cái phân khúc xe tải 990 kg, rất là hấp dẫn và chất lượng rất là tốt. Thì nếu các bạn có các câu hỏi về cái dòng sản phẩm này, các bạn có thể để lại comment bên dưới video. Nếu các bạn muốn biết chi tiết hơn về giá của sản phẩm này, mời các bạn để lại comment hoặc gọi cho mình theo số điện thoại 0987733322. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Xin chân thành cảm ơn.